Vương An trở lại năm 1980. Cuộc sống không dễ dàng, cũng muốn từ bỏ kiếp trước phù hoa, đuổi núi săn thú, mặc dù nguy hiểm gian khổ, lại tự do hạnh phúc. Tiểu thuyết mấu chốt Trở lại 80 năm, đuổi núi cũng là một loại sinh hoạt không đạn cửa sổ. Trở lại 80 năm, đuổi núi cũng là một loại sinh hoạt TXT toàn tập đao loa. Trở lại 80 năm, đuổi núi cũng là một loại sinh hoạt. Chương 1 Trân Quý Trùng Sinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Hai, thứ hai chương 56 nữa tới tay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3. Săn lợn rừng ăn thịt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4. Thu hoạch hỏa hồ ly. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được text từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Bắt sống hoảng ngốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được text từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Vết thổ phỉ, kiếm bộn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được text từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Suy nghĩ kỹ càng chuyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được text từ nguồn Trung Quốc. Chương 8. Đánh xe đi huyện thành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9. Thu hoạch này, hài lòng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10. Hồn khiên mộng nhiễu người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.